trời trời. Gọi vậy? Gọi ai gọi ai? Trời trời trời.
chiếc cầu lãi đang chạy tốc độ vô các bạn ơi. Đức Nhã, Đức Nhã, dễ gì nghe, đi nghe nổi. Ở dưới đó là động cơ lớn. Có rất là nhiều chiếc ghe lên các bạn, tàu ăn thì ít nha, ghe nhiều. Đằng sau của chiếc chỏ đang tăng tốc lên kìa. Ủa, của chiếc xà lan cũng bự lắm rồi. Trời ơi. Có chiếc xà lan bự các bạn. Đang vô các bạn, anh này anh từ cẩu xuống luôn. Ở nhà đã nhìn tưởng xe cuốc không à. Xà lan đi biển này đang vô các bạn ơi. Quá vậy bự rồi. Trời, anh này anh đang canh để mà anh vô âu thuyền nha các bạn. Chiếc này cũng khoảng 800-900. Mình sẽ tiếp tục xem xà lan đi ra như các bạn. Hơi sau có chiếc ghe đang ra, chiếc xà lan lớn nãy anh vô đó các bạn, giờ bắt đầu đi ra phía ngoài nha. Xong thì sẽ tới cái luồng bên trong đi ra nha. Anh này đang đi vô, nghĩa là vô phía bên trong á. Chiếc xà lan đi biển rất là lớn. Anh này lên kia thì phải lách qua phía bên kia để mà né nha. Quá trời bự rồi. Bây giờ mình sẽ xem anh tàu biển anh vô nha. Trời trời trời. Rồi gì? Rồi ơi, trời trời trời. Đụng luôn rồi.
quá trời, lắp qua bên kia anh ghe nữa kìa, anh vỏ nữa kìa. Tiếp theo mình sẽ xem anh xà lan anh vô nha các bạn. Chiếc này 2 cabin. Ở đằng sau thì mình thấy còn rất là nhiều những chiếc xà lan đang lên nha, khá đông luôn. Xà lan đang lên thành 2 cabin khá là bự. Ở sau có một chiếc kìa, anh kia anh cũng khẩm nha. Thường thì ở trong đi ra thì xà lan khẩm nhiều. Rồi anh này anh ghe dữ gì. Trời ơi luôn kìa, làm gì trời. Chiếc 2 cabin này đang vô nha các bạn, khá là bự luôn. Anh này thì chở khẩm ở trong đi ra ngoài, có nắp hầm nữa mình không biết chở cái gì nữa. Nhưng mà đa phần ở đây thì xà lan chở vật tư nhiều. Thêm chiếc bự đang vô nữa nha. Biển nha, chở đá. Anh xà lan này anh rất là dài các bạn, không biết bao nhiêu mét nha. Giờ anh đang thả cái chớn vô âu thuyền. Anh này anh dài hơn anh 2 cabin hồi nãy nữa. Quá trời dài rồi. Chiếc này chắc trên 30 mét quá. Quá trời dài à. Anh này vô chắc mấy anh ghe không biết vô được không. Nếu mà vô được thì phía bên kia nha. Siêu dài luôn. Trời ơi, tầm cơ ngắt rất là phê nha. Chiếc này còn rất là mới nha các bạn.
đang ve cho nó bớt cái chớn. Cái này anh dạy hơn anh hai cái bên kia rất là nhiều nha. Hiện tại thì anh chưa có vô hết đầu thuyền nữa các bạn. Giờ đang canh để vô. Này thì nhích nhích lên từ từ rồi, không có dội được nha các bạn. Bây giờ anh đang từ từ lên, còn khoảng chừng 1 mét nữa thôi thì anh có thể là lọt qua được cái âu thuyền nha. Nghe cái nó ngẩn lại đây, nó đừng đâu. Cho chiếc xà lan cuộc dây đâu đó đàng hoàng hết thì mình sẽ chen lên được nha. Nhiều khi là chưa có cuộc dây thì nó sẽ bị bê nha các bạn. Vỏ đò anh vỏ đò anh đang canh để anh kiếm len anh vô nha. Bây giờ vô cũng được đó, nhưng mà sợ chiếc xà lan nó bê qua nó ép cái vỏ anh đó các bạn, rồi đụng luôn rồi. Trời, chơi cặp ngang luôn hả? Căng à. Kiểu này ve lại. Quá, kề nạp ra kề bê cái mũi ra luôn rồi. Rồi rồi, bê mũi ra rồi. Trôi luôn rồi. Rối thì chơi giờ phải vô lại nữa. Quay đầu lại luôn rồi. Anh xà lan nó đang ép cái lái ở phía bên bên này nha các bạn. Rồi anh chơi anh ve lại luôn rồi. Bây giờ anh vô lại anh sẽ quay đầu. Xà lan nó nạp cái anh quay đầu luôn trời. Bây giờ anh xà lan anh sẽ ép qua anh cuộn dây nha. Quá trời cái động cơ xịn nè. Anh xà lan anh cuộn dây được rồi nha. Thì sau bao nhiêu cú né thì bây giờ anh cho lãi anh lên được rồi nha, anh lên túc trên kia luôn. Tại vì cái đường thẳng này thì khoảng 100m các bạn, có hai chiếc xà lan đậu rồi, còn lên bên kia thì cũng khá rộng nha. Bề ngang của cái âu thuyền này là 15m nha, chiều dài là 100m. Đây bây giờ thì mình có thể là thêm một chiếc vỏ nữa nha, vào lên bên kia. Tại cậu mình đang nhấp nhấp cái lái này.
chiếc ghe anh đang từ từ đi ra, anh này anh ghe chở gạch nha. Bây giờ mình sẽ xem anh xà lan bề ngang là trên 11 mét các bạn, bề dài là 56 mét nha, cũng khoảng 1.100-1.200 tấn đó các bạn. Anh này thì bự nhất bữa giờ mình quay luôn nè. Nãy thì vô Âu Thuyền rồi, nãy mình có lên hỏi thăm cái chỗ con trước nè các bạn, khá là khổng lồ luôn. Anh này anh chạy chưa đủ đó các bạn, chưa đủ tải nữa. Còn khá cao nè. Quá trời bự rồi. Nhìn anh rất là hầm hố và ngầu nha các bạn. Chở được 1.100 nhưng mà chuyến này thì anh đi có 800 mấy hay gì à? Nãy mình cũng có nghe nói đó. Quá trời bự rồi. Cái này mà tàu nổi thì dữ lắm, bự luôn. Chắc anh đi Phú Quốc quá. Này xà lan đá nè, còn khá là nổi luôn. Anh này ra xong thì tới ở ngoài kia vô. Quá trời dài vậy, 56 mét các bạn, từ nãy giờ không hết luôn nè. Dài kinh khủng vậy.